Chào các bạn, trước đây khi sử dụng một chiếc Arai TV Box, các bạn muốn đưa âm thanh ra cái loa này, rồi âm đi v.v. thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần cắm cái sợi cáp 3.5 mini vào là có thể đưa âm thanh ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì các dòng Arai TV Box đã không tích hợp cái con chip khuếch đại vào cái cổng 3.5. Vì vậy khi mà các bạn cắm cái sợi cáp 3.5 mini vào để đưa âm thanh ra thì cái âm thanh từ cái cổng đó rất là nhỏ, hầu như không thể sử dụng được. Và để đưa âm thanh ra loa hay là âm ly thì các bạn cần phải sử dụng cái cổng âm thanh số ở trên Arai TV Box. Và các bạn chú ý này, cái cổng âm thanh số, cái cổng optical ấy thì các bạn nhận diện rất là dễ. Nhưng mà cái cổng mà nó hay ghi cái chữ SPDIF ấy thì nó trông giống như là một cái cổng 3.5 mini. Và rất là nhiều bạn nhầm lẫn hay sử dụng cái sợi cáp 3.5 mini rồi cắm vào nhưng mà không thể sử dụng được. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa âm thanh từ cái cổng SPDIF ra loa hay là âm ly. Vâng, và để đưa âm thanh từ cái cổng SPDIF ra loa hay là âm ly thì chúng ta cần phải có một số những cái phụ kiện như sau nhé. Các bạn chú ý, đầu tiên thì loa rồi. Đây thì mình sẽ thử nghiệm với một cái chiếc loa có cổng 3.5 mini. Tiếp đến thì các bạn cần phải sở hữu một cái bộ phụ kiện chuyển đổi tín hiệu âm thanh. Cái này thì các bạn chú ý mua ở trên sàn thương mại điện tử rất là nhiều nhé. Đây là một cái bộ chuyển đổi âm thanh. Thì chúng ta mua ở trên các cái sàn thương mại điện tử, nó loanh quanh trên dưới 100.000 tùy vào các cái loại cổng rồi chất lượng sản phẩm v.v. Thì các bạn chú ý này, thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái cổng đầu vào đây sẽ là có cổng Coaxial và cổng optical, còn đầu ra thì sẽ có cổng 3.5 mini và cái cổng hai tín hiệu đường âm thanh. Thì cái này nó sẽ phù hợp hơn vì mình sử dụng cái loa cổng 3.5 mà, thì bắt buộc phải sử dụng cái chân này. Ok, các bạn nhớ nhé. Và thêm một cái điều quan trọng nữa, đấy là một cái sợi cáp. Ở đây thì các bạn cần phải mua kèm với một cái bộ có cái sợi cáp, một đầu USB và một cái đầu cắm nguồn như thế này. Đấy, để cắm nguồn vào đây, các bạn chú ý nhé. Cái bộ chuyển đổi này thì các nhà bán hàng sẽ có, những nhà bán hàng sẽ cung cấp chỉ cái sợi cáp này thôi. Và có một số nhà bán hàng thì họ sẽ kèm cái củ nguồn như thế này. Và mình nhắc ở đây là các bạn cần cái bộ chuyển đổi này với sợi cáp nguồn USB thôi, chứ không lấy cái cục nguồn này nhé. Nhớ cho mình phải như vậy thì mới được. Tiếp đến thì các bạn sẽ cần một cái sợi cáp mua ở trên thị trường rất là nhiều. Cái sợi cáp AV1 ra 2 hoặc 1 ra 3 như thế này. Nó chỉ trên dưới 20.000 tùy vào chất lượng. Đó. Nếu như các bạn mà mua mấy cái sợi cáp rẻ quá thì có thể dẫn tới ảnh hưởng chất lượng âm thanh. Và đương nhiên thì mình đưa tín hiệu âm thanh ra cái loa này nên mình cần phải có một cái sợi cáp hai đầu 3.5 mini. Đó, đấy là toàn bộ những cái phụ kiện mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn nhé. Đầu tiên thì cái dây nguồn như thế này. Bình thường thì các bạn hay cắm vào những cái cục adapter nguồn, nhưng mà mình thì sẽ không cắm như vậy, và mình sẽ cắm nguồn và cắm trực tiếp vào cái TV box, các bạn chú ý nhé. Cái cổng USB này để cắm trực tiếp vào USB trên TV box. Tí nữa thì mình sẽ nói vì sao mà mình lại không cắm ra cái cục nguồn hay là cái dây nguồn như thế này. Đó, đây, cái dây nguồn như thế này. Mình sẽ không thử nhé. Và mình sẽ thử là cổng USB của TV box. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ cắm cái đầu 3.5 này vào cái cổng SPDIF. Nha, các bạn chú ý này, cắm vào cái cổng SPDIF ở trên cái hoa sen ba đầu này này, hoặc là hai đầu nhé, thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng Coaxial ở trên cái bộ chuyển đổi. Trên bộ chuyển đổi này nó sẽ có một cái đầu vào là cổng Coaxial, thì các bạn có thể mò ba đầu hoặc là hai đầu, đầu nào lên tiếng thì là được. Nhưng mà ở đây thì mình biết chắc là cái đầu vàng rồi, thì mình sẽ cắm đầu vàng vào này. Ok, sau khi cắm đầu vàng xong và bây giờ thì mình sẽ đến cái sợi cáp 3.5 mini. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm vào loa trước, bật loa lên. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cắm cái cáp 3.5 mini vào cái bộ chuyển đổi đấy nhá, các bạn chú ý này. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào. Đó, các bạn thấy không? Âm thanh đã lên rồi. Và cái âm thanh này là âm thanh chuẩn bình thường nhé. Mình đang để cái tiếng hơi nhỏ để mà mình tiện nói chuyện cho nó dễ hơn.
thì các bạn có thể tăng giảm âm thanh bình thường và cho chúng ta cái chất lượng âm thanh tiêu chuẩn ổn. Đó, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để đưa âm thanh từ cái cổng SPDS ra những cái chiếc loa bình thường hay là âm ly. Và bây giờ mình sẽ giải thích vì sao mà mình sẽ không sử dụng cái cục nguồn đây. Thông thường thì cục nguồn này các cái bộ chuyển đổi là rất hay bán kèm, tại vì nó sử dụng bình thường là tiêu chuẩn nhé. Nhưng ở trong cái trường hợp sử dụng với cái cổng SPDF này thì nó lại không thể sử dụng được. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây. Và bây giờ mình sẽ rút cái này ra. Đó, mình sẽ không lấy nguồn từ cái cổng USB của cái box nữa, mà mình sẽ cắm trực tiếp nguồn vào đây. Bây giờ mình sẽ cắm cái cổng 3.5 này trước cho các bạn thấy. Đấy nhá. Và bây giờ mình lấy nguồn từ cái adapter này và các bạn sẽ thấy không? Tiếng ở đây sẽ bị lẹt xẹt, nghe rất là khó luôn. Hầu như là giống như kiểu là cái sợi cáp chất lượng âm thanh kém ấy, nhiều bạn lại còn hiểu nhầm. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thêm một cái trường hợp nữa. Đây, mình không lấy nguồn từ cái cổng adapter này, bỏ qua luôn. Và bây giờ thì mình sẽ lấy nguồn từ một cái củ xịn luôn. Vẫn cái sợi cáp đầu USB này, các bạn chú ý này, vẫn cái sợi cáp đầu USB này. Mình không cắm vào TV box mà mình sẽ cắm vào cái adapter xịn này để xem nó sẽ cung cấp nguồn như thế nào và âm thanh nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ cắm nhá. Vâng, âm thanh lên rồi nhưng mà các bạn nghe rõ này. Chúng ta sẽ có cái tiếng lẹt xẹt ở loa. Đó, với cái nguồn này này thì các bạn thấy cái tiếng lẹt xẹt nó nhiều hơn rất là nhiều. Và khi mà mình cắm ở trên một cái củ nguồn 5V xịn như thế này thì nó vẫn có tiếng lẹt xẹt nhưng nó chỉ ít hơn một chút xíu thôi. Các bạn nghe rõ không? Đấy, hoàn toàn tiếng lẹt xẹt. Và bây giờ mình sẽ lại thử tiếp lần nữa cho các bạn xem. Bây giờ mình không lấy nguồn từ cái adapter này nữa, mình quay lại lấy nguồn từ cái TV box để cho các bạn sẽ có một cái nhìn cực kỳ rõ luôn về cái việc cung cấp nguồn ở đây. Đây, mình sẽ cắm nhé. Đó, các bạn thấy không? Âm thanh hoàn toàn bình thường và không hề có một chút tiếng lẹt xẹt nào. Ok. Như vậy thì mình đã nói chi tiết về cái việc sử dụng cái bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ cái Android TV Box, sử dụng cái cổng SPDS ra loa làm sao mà phù hợp nhất để cho các bạn có thể sử dụng được. Và video đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.